Chào mừng quý vị đến với bản tin số 44 của công ty BMC tại dự án Catavion Hoàn Cầu. Trong bản tin tuần này, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về công tác chuẩn bị của ban quản lý trong việc hỗ trợ công ty điện lực gia đình thay thế bộ đo đếm giá tiết tại tòa nhà. Theo thông báo của công ty điện lực gia đình, trong quá trình thay bộ đo đếm, toàn bộ thiết bị sử dụng điện của tòa nhà, bao gồm cả hệ thống thang máy, máy phát điện dự phòng, máy bơm nước, tòa nhà sẽ ngưng hoạt động. Vì thế, ban quản lý đã sớm gửi thông báo và chuẩn bị để hỗ trợ cư dân một cách tốt nhất, tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân. An ninh thắng lợi tăng cường thêm 2 vị trí hỗ trợ tại khu vực bãi xe tầng hầm B2 để đảm bảo an ninh và hỗ trợ cư dân trong việc gửi và lấy xe. 2 vị trí tăng cường ở hai cầu thang bộ để hỗ trợ cư dân mang vác và bảo đảm an toàn khi lên xuống. Bộ phận làm sạch không gian xanh dự trữ nước để sử dụng cho các khu vực toilet công cộng trong thời gian không có nước sử dụng. Bộ phận kỹ thuật tòa nhà tổng kiểm tra các đèn sự cố trong khu vực thang bộ, bảo đảm đủ ánh sáng khi cắt điện. Đồng thời, trong thời gian cắt điện, bộ phận sẽ tranh thủ kiểm tra dọn dẹp vệ sinh khu vực tủ điện tòa nhà. Bộ phận dịch vụ phát loa thông báo và nhắc nhở cư dân về lịch cúp điện để cư dân chủ động sắp xếp công việc dự trữ nước để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân. Bản tin số 44 của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.